Ok, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Như cái tiêu đề của clip là tối nay mình sẽ phát cho anh em là 8 cái code dòng xoay khá tháng 4 nữa các bạn. Tại vì mình quay tới ba cái tài khoản nè, cho nên là chỉ xài được mỗi thứ chỉ có một code thôi sao, cho nên là mình còn dư lại tới 8 cái lần, cho nên bây giờ mình sẽ phát cho anh em luôn nha. Anh em nào mà chưa có thì cứ nhập vô ha. Hình như là làm như dễ quay ra lắm hay sao các bạn, cho nên là mình quay ạt nào cũng ra được bốn loại gift code đó, nên giờ dư 8 cái, cho nên bây giờ mình sẽ share hết cho anh em luôn. Anh em nào chưa có thì cứ lấy mà xài ha. Đầu tiên là cái code ối dồi ôi nè, cái mã là C06 giờ 3B 9A 90. Đó, cái code này là sáng là mình quay được luôn. Ok. Và cái code tiếp theo là cái code nó hơi xa xa bên dưới xíu. Đỉnh của chớp nha các bạn. Cái mã code là W 2A 3 7 2 4 3 6 E. Ok, bây giờ tiếp theo với code tiếp theo luôn nha anh em. Đây, code tiếp theo với code nhức nách. Cái mã code là X0FBCF2BFF3. Ok, rồi. Vậy là ba cái phải không các bạn? Còn một cái nữa ha. Cái cuối cùng là đây, cái code được của nó nha các bạn. G66EZ 5B0F7. Ok, vậy là bốn cái nha các bạn. Đây, hết một cái tài khoản của mình này. Bây giờ mình sẽ qua tiếp cái tài khoản tiếp theo. Đây, là nó hiện lên hai cái luôn. Đầu tiên là cái code là đột của ló nha các bạn. Cái mã code là K91 EA 1 3 1 7 3. Ok nha các bạn. Và cái code tiếp theo là cái code nhức nách. Cái mã code là H66CBEB0FC. Ok. Rồi, cái code tiếp theo là cái code ói dồi ôi nè. Cái mã code là WC1A9B0F7. Ok, vậy là bảy cái rồi nha các bạn. Còn một cái cuối cùng nữa là cái code đỉnh của chớp nè. Cái mã code là D1E9611D3 06. Ok, nó có hai cái cách nhập mã code là các bạn có thể vô cái trang gc nè, chấm đảo kho báo chấm vn nè, rồi các bạn đăng nhập tài khoản rồi các bạn nhấn vô đổi code thôi đó, rồi nhập cái mã code vô đây, hoặc là các bạn sử dụng cái con game này, các bạn sẹt gc và các bạn nhập cái mã kiếp code kế bên vô thôi. Không thấy bạn nào nhập kiếp code ở trong các bạn nữa hết ta. Bình thường mình thấy mọi người nhập code ở trong này nhiều lắm mà. Đây. Đây. Bạn này nhập đảo kho báo 999 là, nhưng mà các bạn này thiếu cái phần đầu tiên đó là cái chữ code sẹt. Ok, vậy là mình đã chia sẻ hết 80 gift code này cho anh em này. Anh em mà thấy cái nào xài được thì cứ nhập vô nha anh em. Đây. Mình có mấy cái mình đi full rồi. Có mấy cái mình chưa đi hết, mình cũng chưa có đi thử lại nữa, mấy nay lu bu quá mình không có thời gian mình đi. Đây, giờ quýnh thử. Mình mới đổi bo hành khúc qua bên qua thành VV vậy nữa các bạn. À, bật auto lên đi, có một ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giáp á, cậu chúng ta kia thôi. Nhưng mà cái máu không dùng được đâu, có khả năng này dễ qua cái này. Mà đi dùng từ giáp qua đi. Dồn hết vô luôn đi là lưu ý mà trong vòn là không có gì hạn chế nha. Chẳng máu quá sáng. Sắp tới mình sẽ bắt đầu mình ăn một bố già với vô vô các bạn. Để cho hai mình nó trâu lên đi, đập hết vô trong lù. Lù nó trâu quá mà vô gì trên à, vô gô với gâu trắng mình chết queo rồi. Ok, tiếp luôn thử hay sao? Ấy này có vẻ dễ các bạn. Cái lâu lâu có xen vô một cái ấy khó gì đó. Để mình đi tiếp cái này luôn rồi chẳng. Ấy này có vẻ là căng các bạn. Đau quá, không vô đam nữa. Mới cầm mấy đam mà nó hồi lại chậm. Bây giờ chỉ còn một đường lùi bằng tên này thôi. Qua được. Ok, thôi mình sẽ kết thúc clip ở đây nha các bạn. À, cái mục đích chính của cái clip này mình chủ yếu mình share cái code đó thôi. À, anh em nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ mình, để mình có thêm nhiều cái động lực để mà ra thêm mấy clip hay cho anh em xem nha anh em. Ok, tạm biệt anh em rất nhiều. À đừng quên là chủ nhật hàng tuần anh em nên xem clip để có cơ hội nhận cái thẻ game nha các bạn. Mình sẽ tặng ngẫu nhiên trong các clip trong cái ngày chủ nhật thôi. Đó, anh em nào may mắn lên và nhận được thì chúc mừng anh em. Ok, những anh em nào mà chưa nhận, không nhập kịp thì đừng có lo. Tại vì hàng tuần mình sẽ tặng cho anh em mà, cho nên là biết đâu được một ngày nào đó mình cũng sẽ nhận được thôi. Sau này nếu mà có điều kiện nhiều thì như kênh được bật kiếm tiền thì kiểu đó mình sẽ trích một cái phần tiền nhiều hơn để mình tặng cho anh em. Ok, thôi mình sẽ kết thúc clip ở đây nha các bạn. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đấy rất nhiều, cảm ơn các bạn đã xem clip và ủng hộ mình. Tạm biệt các bạn.